Đây quý vị coi cái giếng trời đó quý vị. Bây giờ giếng trời mà quý vị thấy quả sĩ Thần Châu để tranh treo luôn đó. Đây là cái bà là dép, ba là relief. Ở giữa này nó có cái phong thủy nè quý vị, cái chuông gió nè quý vị ha. Trời giếng trời, treo dưới giếng trời. Đây có tấm thương mại. Trần Châu dễ thiếu nữ đó, cái đẹp của người phụ nữ là ca ngợi hoài không bao giờ hết. Cái masquerade này, cái mặt nạ quý vị. Quý vị thấy đẹp. Thiếu nữ là ca ngợi hoài không bao giờ hết. Đây có cái tượng nhỏ nè, cái cô người dân tộc rồi. Bây giờ đi xuống trở lại cái không gian mà sảnh với cái phòng làm việc của bác sĩ Tân Châu. Đây quý vị, này để em đi từ đầu luôn. Đây là tách tranh, tách tranh mà vẽ blim vẽ bằng cái bút sắt. Kêu là bút sắt, tiếng Tây là flim. Đẹp quá, anh Châu mở đèn nó đẹp quá. Đây là những cái tượng mà nhỏ nè quý vị thấy. Nào ban định gốm cho cái làm chín lâm. Dạ, đồ gốm nè quý vị, đồ gốm mà họa sĩ làm ở Vĩnh Long. Đó, quý vị thấy những cái tranh vẽ bằng flim. Liên là phóng bút là vẽ liền, nó không có phát, không phát gì hết. Nó vẽ cái này là phải có một cái giống như là cái đầu tư về cái tầm nhìn đó, cái tầm nhìn của một cái người mà nhìn là khi mà phóng bút lên là cứ vẽ thôi, nó không có phát mà lấy gom mà gom cái gì hết. Cái này là tấm lắc kê thương mại. Cái tấm này là cái tấm mà ghi các vị mà thành lập cái ban liên lạc mà đầu tiên của tất cả anh em. Dạ, của tất cả anh em bác sĩ ký tên trong đó đó. Mấy năm đầu. Dạ, mấy năm đầu cái lập cái ban liên lạc này họp mặt hàng năm á, cuối năm á là để nó đúng rơi vào những cái ngày giỗ của thầy Kỉnh đó quý vị. Cái này là cái chủ trương của thầy Kỉnh là lập ra cái ban liên lạc của trường mỹ thuật gia đình đó quý vị. Đó, tội nghiệp rất thương thầy Kỉnh đó. Nhờ thầy Kỉnh mà các đồng môn mà mình hội họp nhau hàng năm đó quý vị. Đây quý vị thấy mặt nạ là có chữ Phúc. Phúc nữa quý vị. Chữ này chữ Lộc. Dạ, chữ này chữ Thọ nè quý vị. Đó. Dạ. Đây cũng Blim, vẽ bằng Blim nữa. Dạ, Sa Mát, họa sĩ Trần Châu vẽ Sa Mát Tây Ninh 2010. Đây là Nha Trang, tấm này Nha Trang. Đó quý vị thấy họa sĩ Trần Châu vẽ nưa mà cái người thú nữ nè. Nưa mà rất thanh, không có thấy tục mà rất thanh, rất đẹp nè. Tên nưa mà cứ ca ngợi phụ nữ không ca ngợi hoài không bao giờ hết, mà giấy bút mà viết hoài cũng không hết quý vị. Này quý vị. Còn cái tranh này có ai vẽ anh Châu? Tranh anh Trương Lộ vậy. Dạ, này của ông Trương Lộ đó quý vị. Trương Lộ này cũng là một cái nhà mà thư pháp mà có tiếng với Trương Trương Lộ. Với ông Trương Hán Minh đó anh Châu. Dạ, Trương Minh, Trương Lộ, Trương Hán Minh quý vị. Trương Lộ dạ. Cũng là nhà họa sĩ bậc thầy của người Hoa ở Việt Nam mình đó quý vị. Đây những cái mục tiếp nhỏ mà về đi cắt nè quý vị. Đó, quý vị thấy không? Đó, con ngựa cách điệu mà mô tiếp cách điệu rất đẹp nè quý vị. Cái đuôi theo gì nó mềm mềm mại mà cứng nhưng mà cũng ra cái dáng con ngựa quý vị. Đây con báo này bằng đá cẩm thạch nè quý vị. Quý vị thấy không? Đây tượng Phật Di Lặc rồi quý vị.
Đây, với cái mô típ rất đẹp quá vậy. Quý vị ngắm những cái này ngắm hoài không có bao giờ chán đâu quý vị. Đây là quý vị thấy cuộc đời mình bây giờ, nếu mà mình biết khôn đó thì bây giờ mình biết khôn đó, một đó là bịt miệng nè, hai là bịt mắt nè quý vị, ba là bịt tai nè. Đó là cái câu mà về tạm vô và tạm vô đó quý vị, tức là không không hết á, không nghe mà cũng không biết không thấy luôn á đó. Đó quý vị, tạm vô đó bây giờ mình nên áp dụng. Dạ dạ. 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 Đây cũng tranh thiếu nữ rồi quý vị thấy không? Rồi chỉ mà vẽ về thiếu nữ không à, vẽ hoài không hết quý vị. Đây là tấm nêu của thiếu nữ nè quý vị. Vẽ hoài không hết. Cái tấm này là gì anh Châu? Tấm này đẹp quá anh Châu. Dạ. Dạ. Nó làm đơn giản là cái cảm tích ngày năm Thăng Long á. Dạ dạ. Nhưng cũng khai quật lên nè. Dạ dạ. Tấm này giống như cũng ở Tháp Chàm quá, có cái à, cái tấm này là những lần mà họa sĩ mà đi ký họa mà bằng lim á, các nơi họa sĩ về rồi bố cục lên một thành một cái tấm tranh lớn nè quý vị. Còn đây là tấm thủy mạc. À, quý vị thấy cái phong cách vẽ nè, nó khác cái phong cách của các nhà thư pháp Tàu. Đây. Đây là tấm này là của họa sĩ mà vẽ Mã Lai mà kỳ mà đi Mã Lai bên hội Nguyễn Thực Sử đi á. Đó quý vị. Tấm này cũng vẽ bằng lim á. Cho chú quay. Nó này vẽ công tông. Cái này là Sarapan, Sarapan á. Dạ. Sarapan. Dạ, Sarapan của Malaysia đó quý vị. Dạ. Dạ. Anh Châu còn cái ba cái dép này của hình ảnh gì? Dạ dạ. Đây quý vị, cái ba cái dép của hình của họa sĩ Trần Châu quý vị. À. Cái này là ngày mà họa sĩ kỷ niệm họa sĩ 60 tuổi đó quý vị. À. Bước mô típ điêu khắc tam vô quý vị, không nói mà không thấy mà không nghe luôn quý vị. Tấm này là kỷ niệm ngàn năm Thăng Long. Ờ, em xin chân thành cảm ơn anh Châu. À. Dạ anh Châu ơi. Dạ. Dạ dạ dạ. À, cảm ơn họa sĩ đã cho em cái clip mà quay mà về họa sĩ nha. Bữa hỏi em có lợi nhà anh Long mà anh cũng quay được một số. Em cảm ơn anh Châu. Dạ, chúc sức khỏe anh Châu. Dạ.